Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với chuyên đồng chơi. Hôm nay thì bên em mới về được rất là nhiều xe mới, gần như là đầy đủ phiên bản và màu sắc. Cũng sẽ quay cho anh chị đầy đủ luôn các giá bán, khuyến mại, các đầu xe, các phiên bản, màu sắc cụ thể như nào. Anh chị nào mà mua xe trong tháng này ấy, thì thật sự là ngoài việc ra mắt thêm bản Xpander Cross phiên bản 2023, nâng cấp thêm một số tính năng option, thì chúng ta vẫn có chương trình khuyến mại các phiên bản như Astra hay Mitsubishi Xpander, Triton cũng rất là hợp lý ạ. Đây mình quay nhanh qua một số đầu xe nhé, giá bán. Còn video cụ thể từng đầu xe thì các bác xem trên kênh giúp em. Rồi, với chiếc xe Xpander trước mặt anh chị, đây là bản Premium nhé. Bên cạnh này là bản Eco này. Đấy, của hai xe nó khác nhau như nào hay là giá bán như nào thì video sau em nói. Hôm nay thì nói nhanh qua giá bán của các đầu xe luôn. Với dòng Xpander thì hiện nay em bán đâu đó vào khoảng 7 bản, nhưng mà bán chính chắc chỉ khoảng 3 bản thôi. Tất nhiên là bản số sàn 555 triệu, hiện nay khuyến mại đâu đó rơi vào khoảng 10 đến 15 triệu. Nhưng mà xe thì sửa rất là ít và chờ cũng khá là lâu. Xe quay thì gần như bên em cũng không có. Đó. Còn với phiên bản AT mà chúng ta sẽ có hai đời nhé. Thật sự là bây giờ vẫn còn một số xe 2022 bên em xả rất là tốt. Với phiên bản AT bản Eco 2022 588 triệu thì bên em đang tặng gói phụ kiện trị giá đâu đó vào khoảng 15 triệu. Đây, nội thất bản Eco nó giống như phiên bản Xpander đời trước nhé, vẫn còn phanh tay 588 triệu. Còn với phiên bản Premium sản xuất 2022 648 triệu thì bên em cũng khuyến mại như vậy, đâu đó khoảng 15 triệu tiền phụ kiện. Tất nhiên là giá này chưa phải giá chốt, mình có thể liên hệ. Và nếu anh chị thật sự quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em, qua like đến kèo cho mình giúp em, hoặc nhắn tin qua Zalo nhé. 648 và 588 triệu mà tặng full đồ thì lăn bánh ở đó nó sẽ cộng thêm vào khoảng 10% thuế, 5-7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm. Rồi, còn phiên bản sản xuất 2023 thì giá niêm yết nó tăng lên một chút nhé. Với phiên bản số tự động bản Eco thì sẽ là 598 triệu. Hiện nay thì bên em sẽ vẫn tặng kèm anh chị một gói hỗ trợ tài chính, chi phí tài chính vào khoảng 15 triệu. Đó. Bản Eco này thì bên em cũng khá sẵn xe rồi. Tất nhiên thì nếu mà so với bản Premium, đúng không ạ? Giá nó lệch vào khoảng 60 triệu. Tức là 658 triệu cho bản 2023 thì mình đang tặng một bộ camera 360. Đó, phụ kiện theo xe. Đây hôm nay nó rất nhiều màu anh chị. Với phiên bản X-Cross thì chúng ta có hai lựa chọn màu sắc. 698 triệu cho phiên bản màu nâu trắng đen, hay là 703 triệu cho màu cam. Màu cam mà mình hay được xem trên video mấy ngày hôm nay đấy. Thì chiếc xe này được khuyến mại nhiều nhất. Hiện nay là vào khoảng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, camera 360 và camera hành trình. Cụ thể về giá bán các xe như nào, hay là khuyến mại đến tay mà mình đến được giá chốt ấy, thì chắc là mong anh chị liên hệ trực tiếp qua bên em để bên em báo giá nhé. Vì giá bán đầu tháng, tuy nhiên thì có thể thay đổi theo cái lượng xe và chính sách bán hàng của hãng, nên là rất mong anh chị chủ động liên hệ để bên em có báo giá và mình có cái giá tốt trong thời điểm mà mình tham khảo nhé. Rồi, giá xe Xpander tháng 3 này 2023 tại Bắc Ninh, các bác ở Bắc Giang thì cũng nên tham khảo nhé. Vì em thấy thì Mitsubishi Ninh bán giá cạnh tranh hơn Bắc Giang khá tốt đấy. Chia sẻ thật sự với anh chị là như thế. Mình chủ động tham khảo để mua được cái xe nó ưng ý nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.